Thừa Thiên Huế triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thời tiết mưa lạnh kéo dài đang khiến người trồng mai ở Huế đứng ngồi không yên và lo sợ mai không nở đúng Tết. Sinh ra không được lành lặn, khỏe mạnh như bao bạn bè đồng trang lứa, nhưng ngay từ nhỏ, Lê Đỗ Mỹ Ngân, học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Phú Đa, huyện Phú Vang, đã có ý chí vượt lên hoàn cảnh để học tập tốt, cùng làm quen với cô bé đáng yêu này trong phần của chương trình. Vừa rồi là những thông tin chính trong chương trình Huế ngày mới sáng nay, thứ Bảy, ngày 23 tháng 1. Xin chào và cảm ơn quý khán giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế trong một ngày mới. Vào chiều qua, Ủy ban bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày 23 tháng 5 năm 2021. Cuộc bầu cử diễn ra sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13. Toàn tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội 16 của Đảng bộ tỉnh, cương lĩnh chính trị và nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đề ra, phấn đấu đưa tỉnh Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Đây là dịp để xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến chỉ thị của tỉnh ủy, chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hướng dẫn số 36/HĐ-BTC-TVK của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, thôn, tổ dân phố, việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử của đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong lần bầu cử bổ sung, trình bày kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Vào sáng qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ chủ trì buổi làm việc trực tuyến với các sở ban ngành và địa phương triển khai nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo an ninh trật tự dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Sau khi nghe các ngành địa phương báo cáo về công tác phòng chống dịch COVID-19, công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ nhận định tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài và lây lan trong cộng đồng còn rất cao. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu người dân về nước tăng cao. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, ban ngành liên quan cần tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động lễ hội, tập trung đông người, có phương án, kịch bản đáp ứng phòng chống dịch bệnh, thực hiện thông điệp 5K thường xuyên liên tục, chủ động giám sát, phát hiện các tác nhân gây bệnh và xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh, không để dịch bệnh bùng phát lây lan. Sở Y tế, các bệnh viện cập nhật phác đồ điều trị, dự trữ thuốc, vật tư, thiết bị y tế, chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19, thực hiện nghiêm các quy trình về quản lý nhập cảnh, kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, ra soát, kiểm tra chặt chẽ, tổ chức cách ly đối với tất cả các trường hợp là chưa nhanh nhập cảnh, du học sinh, Việt kiều trở về nước, tuyên truyền người dân cài đặt Huế S để khai báo y tế. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo lực lượng công an, biên phòng, quân đội cần quyết liệt ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, cửa khẩu, cảng biển, chủ động tích cực tham gia và đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, cũng như đảm bảo an ninh cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, đảm bảo người dân đón một cái Tết Nguyên đán yên ấm, hạnh phúc. Ban chỉ đạo 138 của tỉnh về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, Ban chỉ đạo 138 tỉnh đề nghị các sở ban ngành đoàn thể địa phương tập trung phối hợp triển khai thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ, bao gồm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, tập trung xây dựng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo thể trận an ninh vững chắc ở cơ sở, phối hợp đồng bộ hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn ma túy, cờ bạc, tín dụng đen. Từ nay đến hết tháng 2, Công an tỉnh cùng phối hợp triển khai được cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu. Trong năm 2020, Ban chỉ đạo 138 tỉnh đã tham mưu nhiều giải pháp, biện pháp, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân cùng tham gia
tổ chức tốt việc phối hợp để nâng cao công tác phòng ngừa, đồng thời chỉ đạo lực lượng công an các cấp điều tra, xử lý, nhanh chóng bắt giữ các đối tượng gây án. Như vậy, tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm mạnh đến 17,5%. Tuy nhiên, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về ma túy vẫn diễn biến phức tạp, tinh vi. Khối thi đua tổng hợp tỉnh gồm 11 đơn vị là Văn phòng Ủy ban Nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc, Cục Thuế, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, Cục Thống kê và Kho bạc Nhà nước vừa tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2021. Các đơn vị trong khối sẽ phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các nội dung thi đua, đó là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao với chất lượng và hiệu quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế xã hội năm 2021 của tỉnh. Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh. Trong đó đáng chú ý là nâng cao cải cách hành chính theo hướng chủ động xây dựng, hoàn thiện và phát triển chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền kinh tế số và xã hội số của ngành đơn vị mình trong giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu 4-0 và 1-có. Thi đua thực hiện tổ các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường công tác xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực quản lý, thi đua thực hiện tổ công tác an ninh quốc phòng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống tệ nạn xã hội, thi đua xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan và các đoàn thể quần chúng trong sạch. Ngoài ra, các đơn vị trong khối cam kết thực hiện tổ các chủ trương, nhiệm vụ về công tác thi đua khen thưởng. Liên minh hợp tác xã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần 2 nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm triển khai kế hoạch hoạt động năm 2021. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 302 hợp tác xã, trong đó có 218 hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, 77 hợp tác xã phi nông nghiệp, 7 quỹ tín dụng. Số hợp tác xã thành viên chính thức của Liên minh hợp tác xã tỉnh là 201, chiếm 66,56%. Năm 2020, doanh thu bình quân hơn 2 tỷ đồng một hợp tác xã. Nhiều hợp tác xã đã có những chuyển biến tích cực trong đổi mới tổ chức bộ máy, trẻ hóa đội ngũ cán bộ quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã cơ bản được duy trì. Hội nghị kêu gọi toàn thể hợp tác xã thành viên, cán bộ, thành viên và người lao động trong hệ thống Liên minh hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế với phương châm hành động, đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển bền vững, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 với chủ đề hợp tác xã với chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Phát triển kinh tế rừng bền vững là một trong những thế mạnh của các địa phương vùng gò đồi nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện tốt chủ trương tái cơ cấu ngành lâm nghiệp. Tuy nhiên, các đợt thiên tai của năm 2020 đã làm thiệt hại hơn 15.000 hectare rừng, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Cùng từ đây, nhiều hoạt động hỗ trợ đã được tổ chức nhằm sớm khắc phục hậu quả thiên tai. Hộ gia đình ông Nguyễn Cường ở xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc có diện tích rừng trồng gỗ lớn 2 hectare rừng. Trong đó, có một hectare rừng đã 6 năm tuổi chuẩn bị thu hoạch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng các đợt thiên tai, nhất là cả cơn bão số 5 và bão số 13 của năm 2020 đã quật ngã gần 50% diện tích, gây ảnh hưởng đến năng suất khoảng 30% chất lượng rừng trồng. Năm 6 năm nó chuẩn bị thu hoạch một khoảng hectare. Khoảng hectare, nhưng mà sau cái cơn bão từ cây bão số 5 cho đến cây bão 13 là ảnh hưởng rất nhiều, là còn hư hại gần 50%, nhưng mà trong 50% đó lại có thể thu hoạch vẫn được, nhưng thu hoạch đó thì ngày công người dân rất cao. Khó khăn nhất sau các đợt thiên tai là những hộ có diện tích rừng trồng chưa đến kỳ khai thác, rừng non chỉ mới từ 2 đến 3 năm tuổi nhưng bị bão làm đổ ngã thì gần như mất trắng hoàn toàn. Hộ gia đình bà Trương Thị Bé có 2 hectare rừng trồng mới 2 năm tuổi thì bị bão tàn phá hoàn toàn. Nhiều hộ phá bỏ để trồng lại, nhưng với ba bé do ngày công lao động cao, cùng với cây rừng còn quá non nên đành vứt bỏ. Ước tính thiệt hại khoảng 40 đến 50 triệu đồng một hecta. Thiệt hại thì nó chống lần thiệt hại cả 100% rồi đó. Chứ chứ hàng con thì hàng con là chống trội luôn, mốt không có gió là hàng con nguyên. Đụng theo luôn gió của hắn, con trộn mà hàng đụng theo luôn của hắn là đi hết luôn. Tại vì hàng mà đã lua thì cái những cái con lại thì hàng vẫn lúng lấy cột, hàng cũng sống được. Thành ra là họ phải làm nhỏ tỏ chứ một năm hai năm đúng là 4 năm họ thu hoạch được, bây giờ chứ là mới cầm 2 năm họ vẫn làm, 3 năm họ vẫn làm để kiếm được đông mô đông. Nhằm hỗ trợ hộ nông dân gặp hoàn cảnh khó khăn trong quá trình triển khai chương trình phát triển rừng trồng, nhất là những hộ trồng rừng có chứng chỉ FSC trên địa bàn tỉnh, công ty Scansia Pacific, hội chủ rừng phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hỗ trợ trao tặng 100 triệu đồng, tương đương 100 phần quà đến các hội viên thuộc hội chủ rừng phát triển bền vững tỉnh. Theo đó, một hộ đã được hỗ trợ một phần quà bằng tiền mặt 1 triệu đồng. Trong đó, tập trung ưu tiên hỗ trợ những hộ viên có diện tích rừng trồng bị thiệt hại nặng. Ngoài bị thiệt hại về rừng trồng,
còn bị thiệt hại về nhà cửa, gia súc, gia cầm và hoa màu. Đồng thời có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, gia đình chính sách. Hội chủ rừng phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với công ty Scansia Pacific khảo sát, kiểm tra hiện trường các cái diện tích bị gãy đổ của các hộ gia đình tham gia FSC để có hướng hỗ trợ để khắc phục cái hậu quả do bão lũ gây ra. Trong đó, chúng tôi quan tâm các hộ bị thiệt hại nặng, đồng thời các hộ đó cũng là các hộ gia đình gặp khó khăn về kinh tế và các cái hộ neo đơn thì chúng tôi là ưu tiên quan tâm. Đây là một trong những hoạt động nhằm động viên các hội viên hội chủ rừng phát triển bền vững tỉnh khắc phục thiệt hại về diện tích rừng do bão lũ gây ra. Được biết, các đợt thiên tai vừa qua, nhất là cơn bão số 5, số 9 và số 13 đã gây thiệt hại nặng nề cho Thừa Thiên Huế về người và tài sản. Trong đó, có hơn 15.000 hecta rừng trồng và 2.700 hecta cao su bị gãy đổ. Riêng diện tích rừng trồng gỗ lớn có do chi FSC có hơn 500 hecta của hàng trăm hội viên bị gãy đổ, gây thiệt hại lớn về tài sản, ước tính trên 10 tỷ đồng. Thưa quý vị, thời tiết mưa lạnh kéo dài đang khiến người trồng mai ở Huế đứng ngồi không yên và lo sợ mai không nở đúng Tết. Mặc dù năm nay nhuộm một tháng, nhưng đến thời điểm này, nhiều vườn mai ở Huế vẫn chưa làm đủ, ghi nhận của phóng viên Huế Ngày Mới. Bọc ni lông, thắp đèn hàng đêm để tăng nhiệt độ, cơ thích mai bung nụ đang là biện pháp mà ông Nguyễn Hữu Giạc đang thực hiện ở vườn mai của mình. Ông cho biết thời điểm này hàng năm thì mai đã bắt đầu nở các nụ hàm tiếu đầu tiên. Nhưng năm nay, do thời tiết lạnh sâu, kéo dài, nên mai có nguy cơ nở không đúng dịp Tết. Năm đi có nhuận mà, đáng lẽ bây giờ là bung rồi, hoa nở rực vườn và ống bướm đầy rồi. Nhưng mà năm đi con trùm đi lông như rồi là mình thấy thời tiết năm đi là quá là khó khăn. Người nghề nhân thì cũng phải có nhiều cái kinh nghiệm để rồi á, là mình khống chế cách răng đó. Mà tranh thủ với thời tiết để rồi mình có được cái bông nở trong ngày Tết. Nhưng mà nói thì nói, nhưng mà mọi thứ mình phải nhờ trời là chỉnh cho con cái kinh nghiệm nghề nhân một phần nào đó thôi. Đó cũng là thực trạng chung của nhiều vườn mai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tại thời điểm này. Là loài cây đặc trưng rất được yêu thích mỗi dịp Tết đến xuân về của người Huế. Nhưng do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt, nên năm nay có lẽ nhiều gốc mai sẽ phải lội hèn với mùa xuân. Nói cho bây giờ, nếu như thời tiết năm nay quá khó luôn, quá khó làm ăn luôn. Thường khi các năm mà là trong vườn là bây giờ còn nó rồ vàng lên những cái này. Nhưng năm đi bây giờ đó, nhóm cả vườn chưa có cái nào nó rồ được hết. Dự kiến trong vườn mình á, là năm nay là nếu như mà hoa đúng Tết á, thì được khoảng 5-60%. Dự kiến như vậy, còn đa số là chầm là đến rá giếng mùng 10 đến 15 lộ lộ là có đấy. Còn mà nói đến ngày 25 lộ là khoảng dự kiến khoảng 50% thôi. Những ngày gần đây, thời tiết đã ẩm dần lên, nhưng nền nhiệt độ vẫn còn thấp. Thời gian nắng không kéo dài, nên những biện pháp hỗ trợ cơ thích của người trồng mai có lẽ cũng chỉ có tác dụng khoảng 50%. Bên cạnh việc mai nở không đúng dịp, thì do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kinh tế khó khăn, nên dự báo năm nay giá mai sẽ không tăng mà có thể giảm và còn kén người mua. Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức khai giảng lớp luật liên thông dành cho lưu học sinh Lào. Lớp luật liên thông lưu học sinh Lào khóa tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Luật có 64 sinh viên. Đây là những sinh viên đã tốt nghiệp bậc trung cấp luật tại Trường Cao đẳng Luật Miền Trung ở Quảng Bình. Đến với lớp liên thông này, các sinh viên Lào sẽ được đào tạo chuyên môn hơn về chuyên ngành luật và nhận bằng cử nhân sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh ý nghĩa về giáo dục, lớp liên thông lưu học sinh Lào cũng là một hoạt động nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ keo sơn gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam Lào trong thời kỳ hội nhập. Tập đoàn Quế Lâm tổ chức trao quà Tết cho 200 hộ nghèo thuộc các hợp tác xã có liên kết hợp tác. Mỗi suất trị giá 300.000 đồng gồm gạo hữu cơ và nhu yếu phẩm. Được biết trong đợt này, cùng với Thừa Thiên Huế, tập đoàn Quế Lâm đã hỗ trợ cho các hộ nghèo ở một số tỉnh miền Trung. Đây là những món quà nhỏ nhưng ngầm áp nghĩa tình từ sự đóng góp ủng hộ của cán bộ, nhân viên tập đoàn và quỹ từ thiện của Quế Lâm nhằm góp phần chia sẻ những khó khăn, giúp các hộ nghèo đón Tết Nguyên đán đầm ấm. Đây là hoạt động thường niên của tập đoàn hướng đến chia sẻ vì cộng đồng. Thưa quý vị, dù sinh ra không được lanh lặn, khỏe mạnh như bao bạn bè đồng trang lứa, nhưng ngay từ nhỏ, Lê Đỗ Mỹ Ngân, học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Phú Đa, huyện Phú Vang, đã có ý chí vượt lên hoàn cảnh để học tập tốt. Một trong những bí quyết được em chia sẻ đó chính là phải luôn lạc quan trước mọi hoàn cảnh và không ngừng học hỏi những người xung quanh.
Trong phần của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng làm quen với cô bé đáng yêu này. Gương mặt sáng sủa, nói năng lưu loát, tự tin và có thành tích học tập đáng nể là những gì người tiếp xúc có thể cảm nhận được về cô bé Lê Đỗ Mỹ Ngân, học sinh lớp 91, trường Trung học cơ sở Phú Đa, huyện Phú Vang. Trong suốt 9 năm học, Ngân luôn dẫn đầu lớp về thành tích học tập. Mới đây, em đạt giải nhất học sinh giỏi cấp huyện môn lịch sử và giải ba môn ngữ văn. Đặc biệt, em là học sinh duy nhất đại diện cho tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia đại hội thi đua yêu nước toàn quốc vừa diễn ra tại Hà Nội vừa qua. Cảm xúc của em rất là vinh dự và rất vui khi được đại diện các bạn học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế đi tham gia đại hội thi đua yêu nước toàn quốc. Và các 5 năm nữa khi đại hội sẽ tổ chức một lần thi đua khác thì các em sẽ cố gắng học tập hơn nữa để được một lần nữa vinh dự đi dự đại hội. Bí quyết của em thì cũng không có gì tránh khủ học tập và học tập một cách nghiêm túc và biết điều chỉnh thời gian hợp lý của mình trong học tập để vừa đảm bảo sức khỏe và vừa đảm bảo được tiến trình học tập của mình. Ở bằng ngưỡng em cảm thấy một cái nghị lực rất là phi thường, một sự tự tin mà không phải bạn nào cũng có thể có được. Vậy tính cách của bạn rất là dễ thương, hòa đồng. Nó làm cho em cảm thấy rất là vui khi mà được đồng hành cùng bạn. Sau 8 năm học với bạn Ngân thì em cảm thấy bạn Ngân là một người rất hiền lành và dễ thương, luôn luôn giúp đỡ mọi người trong học tập. Vóc dáng nhỏ bé, đôi chân không hoàn hảo. Nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lúc nào cũng hồn nhiên, vui tươi, lạc quan trước bạn bè, thầy cô, cha mẹ. Tất cả đều thể hiện bằng những nụ cười duyên dáng trên đôi môi bé nhỏ của em. Với quyết tâm để thực hiện những ước mơ của chính mình, Ngân luôn cố gắng học tập thật giỏi. Tuy điều kiện đi lại rất khó khăn, nhưng hàng ngày em đến trường từ rất sớm để xem lại bài và trao đổi cùng các bạn về những điều mình chưa biết. Điều gì chưa hiểu hoặc hiểu chưa rõ, em không ngần ngại hỏi thêm từ thầy cô, bè bạn. Ngân là một em học sinh là hết sức hiền lành, rất là hiền lành, dễ thương và chịu khó. Và đặc biệt tôi nhận thấy ở em là một cái nghị lực rất là phi thường. Mặc dù là em có cái sự khuyết tật vận động của mình, nhưng mà cái sự ham mê hiểu biết, ham mê học tập của em rất là lớn. Và em không chỉ là bồi dưỡng về cái môn ngữ văn mà em cả bồi dưỡng thêm môn sử. Và kết quả của hai môn là em đã đạt giải nhất môn sử toàn huyện, huyện Phú Vang mình. Và sau đó là môn ngữ văn em cũng đạt giải ba. Như thế đó là một thành tích mà tôi rất là tự hào. Em Lê Đỗ Mỹ Ngân thì phải nói là hội đồng sư phạm chúng tôi, nhà trường cũng như chính quyền địa phương đánh giá rất cao về cái nghị lực học tập của em. Em thì sinh ra không được hoàn hảo như các cái học sinh khác. Gia đình em thì một gia đình là làm nông, hoàn cảnh thì cũng là bình thường, không khá giả lắm. Nhưng mà cái nghị lực học tập của em á, thì em là nỗ lực hết mình. Ngoài cái việc học ở trường, ở lớp ra, thì em còn là tranh thủ này, học nhóm này, những cái vấn đề mà em chưa hiểu hoặc hiểu chưa thấu đáo thì em mạnh dạn gặp giáo viên bộ môn đó để xin hỏi học tập. Thưa các bạn, không nên tự ti, không nên xấu hổ hay trẻ muộn trẻ khuyết điểm của mình, vì đôi lúc khuyết điểm của mình vẫn khiến mình trở thành người đặc biệt và người duy nhất, và bản thân mình là một cái cá thể duy nhất và một cái không phải không nên che giấu đi và khiến mình hoàn hảo hơn hay khiến hay bắt chước người khác để khiến mình thay một bản sao của người khác. Dẫu kém may mắn hơn bạn bè cùng trang lứa, nhưng không vì thế mà Ngân nản lòng. Em vẫn luôn lạc quan, chăm chỉ, cố gắng, nỗ lực hết mình để vượt qua khó khăn. Hy vọng rằng với sự tự tin và nghị lực của bản thân, Ngân sẽ đạt được ước mơ trở thành một bác sĩ để tự chữa bệnh cho mình, cho mọi người và là tấm gương điển hình tiêu biểu cho sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và học tập để trở thành người có ích cho xã hội. Phần của chương trình như thường lệ là những thông tin về thời tiết trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Đêm nay và ngày mai, do ảnh hưởng của không khí lạnh ổn định sau suy yếu, nên Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây trời ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động ở mức từ 23 đến 25 độ, thấp nhất từ 18 đến 19 độ, độ ẩm từ tầm 2 đến tầm 7%. Trên biển, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ vài nơi ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió bắc cấp 4.